Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng Hiên Tế Vinashop 1-855-855-5888. Hepatic giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Ái Hiên, anh Kevin Ngô cùng với lại anh Vũ Kiểm xin gửi lời chào tái ngộ tới quý vị đang đến với chương trình Cà Phê Sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay. Ái Hiên xin chào anh Kevin và anh Vũ Kiểm. Kính chào quý vị khán thính giả của Việt Radio TV. Chào anh Vũ Kiểm, chào được Ái Hiên. Vũ Kiểm kính chào tái ngộ quý khán thính giả, chào chị Ái Hiên và anh Kevin. Dạ, ngày hôm nay chú Cơ, thấy chú Cơ quay trở lại trong chương trình. Chào vui ha. Mình. Vui quá, trời vui luôn, dạ. Người vui nhất là anh Quang Trương. Dạ vâng. Anh Vũ Kiểm, anh Quang Trương ảnh được release được 50% công việc, đúng không? 50% ảnh cán đáng tuần vừa rồi, anh Quang Trương mình cũng phải là cảm ơn ảnh. Quang gánh nhẹ tên. Dạ vâng, kính thưa quý vị, trước khi mà vào chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay thì Ái Hiền xin nhắc quý vị là mình có một tuần lễ nó hơi lạnh lạnh chút, nên mong là quý vị giữ ấm cho cơ thể của mình nha. Tuần này Houston hơi lạnh. Hơi lạnh quý anh. Dạ, lạnh hơn so với tuần lễ trước nữa. Dạ đúng, dạ, đúng thì rồi. Theo như là thời tiết. Các quý bà, quý cô có bao nhiêu cái đồ đẹp, đúng không? Sang trọng. Chỉ chờ đến cái ngày này thôi. Chính xác. Để nói vậy chứ chẳng hạn bốn mùa là bốn. Bây giờ mua cái khăn quàng cổ. Khăn phu loa, kim tuyến vàng, áo Noel màu đỏ, không? Dạ. Để làm gì vậy? Chuẩn bị chỉ cho dành cho mùa này thôi. Đúng rồi. Mấy cùng mùa kia là cũng như để qua nó mà qua một bên. Tức là cái màu sắc của cái ngày lễ hội Giáng sinh nó đến gần rồi. Cứ nhìn Ái Hiền là thấy có nhiều bài hát, tức là càng ngày chúng ta thấy cái không khí Giáng sinh nó càng hiện rõ ở tại chung quanh ở chúng ta, thì đây là một trường hợp mà chúng ta đem thấy màu gần sắc không khí vô một chút phải không ạ? Đúng rồi. Dạ. Bởi vậy làm con gái là phải đẹp, phải tươm tất, chứ không thôi thì bị la. Nói vậy chứ kính thưa quý vị, cuối năm rồi trong cái dịp này lễ nhiều quá, trong cái không khí se lạnh này thì ai cũng nôn nao hết. Nhưng mà trong cái truyền thống của người Việt của mình á, cứ dịp cuối năm là người ta hay cứ kiếm một cái gì đó mình clean, mình làm, thấy hình như cuối năm là bận hơn những cái dịp khác trong năm rất là nhiều. Cái câu mà mình hay nói đó là tống cựu nghinh tân, chuẩn bị cho cái dịp cuối năm để mình đón một cái năm mới. Thì không biết rằng là quý anh nghĩ sao, bây giờ mình bắt đầu tống cựu nghinh tân được chưa, hay là mình phải đợi tới 31 tay? Ông thích lắm. Anh Vũ Kiểm đang có lý do chính đáng. Ái Hiền đang mention về cái vụ 14 tháng 12 hay là ý gì anh Vũ Kiểm? Không, không. Tức là bỏ người cũ đi lấy người mới. Tức là anh cũng thích điều đó đúng không? Tức là chia tay người cũ đúng đi rồi. Với người mới. À, cái vụ đó hài. Dạ không ạ. Thường thường á, các bà đó là hai, các bà quý bà đó, ok, chẳng hạn như mẹ hay gì đó là hai lúc nào cũng nói con trai là không, không nên bỏ vợ, con có cưới thêm thì mẹ cứ lo cho con, chứ còn đâu có bao giờ người ta không biểu bỏ đâu. Nên thêm chứ không nên bớt. Tôi đồng ý. Thêm chứ không bỏ. Đúng rồi. Nên là cái như vậy. Nói vậy là sai rồi, kính thưa quý vị ơi, anh Kevin lên Cà Phê Sáng mà xúi dại kiểu này là không được. Đâu, cái này mà xúi dại gì anh bảo? Anh Vũ Kiếm. Thực tế. Cái này là bây giờ nếu không có ai mà mẹ tên mà đi xúi là cưới thêm vợ cho con hết trơn á. Dạ. Cô cá không? Em cá luôn. Em cá luôn, bây giờ em cá luôn, bây giờ em mở đường like cho quý vị luôn nè. Bây giờ chủ đề là tống cựu nghinh tân, tất cả những gì mà mình có thể liên quan đến chủ đề tống cựu. Có bên ngoài xã hội thật luôn chứ không phải chỉ có ở trong phim tàu, mà những cái người mà những đại gia đại khái là
Ok, chấp nhận cái chuyện đó bất chấp cái vấn đề thuần phong mỹ tục. Ngoài xã hội cũng có những người như vậy. Họ nhưng mà muốn... Hiền không nghĩ như vậy đâu. Thời này là không bao giờ. Mình không biết, mình chỉ nghe nói thôi. Who knows? À. Quý vị nghĩ sao? Quý là giơ hai tay hai chân là phải anh Vũ Kiểm. Đúng. À. Không bao giờ, ấy hiểu nghĩ vậy. Không bao giờ. Cái đó mà bây giờ làm survey thì thắng chắc. Nên thêm chứ không nên bớt. Chắc là phải làm cái survey quá. Okay. Dạ, nói đùa thế thôi, kính thưa quý vị. Và không biết ý của quý vị như thế nào, dịp cuối năm thì những cái điều gì mà mình nên thay đổi một tí xíu, chuẩn bị cho cái dịp đầu năm sau, tống cụ nghinh tân, hoặc là trong cái dịp holidays này thì quý vị ra sao, cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị. 713-931-1560, 713-931-1560. Nhưng mà với các bà các cô đó thì chắc có lẽ mà thực tế nhất mà các bà các cô happy nhất là nếu mà cuối năm này mà anh đổi chiếc xe cũ lấy mua chiếc xe mới cho em thì chắc là happy nhất. À cái idea này cũng hơi hay nè. Dạ. Bỏ cũ lấy mới mà áp dụng vô trường hợp nào nó cũng ok hết đó. Cũng happy hết đó. Nói chung là nên tống cựu nghinh tân chiếc xe. Holidays mà cái có nhẫn chiếc xe này, là nhẫn cũng này đi mốt rồi. Yeah. Áo này đi mốt rồi anh ơi. Bây giờ nhiều cái model mới lắm, bỏ đi nó cũ rồi, mua em cái mới đi. À. Có lý do chính đáng cho quý bà quý cô thấy không? Nhưng mà năm nay nhiều người họ cũng hơi e dè, hơi ngại chút, tại năm nay dịch COVID-19 nhiều khi muốn bỏ order đồ lắm lại. Nhưng mà cũng hơi sốc ruột. Order online, ngay cả những cái hàng hiệu ở Fifth Avenue họ đóng nhưng mà vẫn carry qua, coi như là gửi về tận nhà, an toàn. Vậy sao? Không, ấy hiện vẫn nghĩ năm nay là chắc chắn là cái chuyện mà tống cựu nghinh tân nó cũng sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Lý do? Order online đi chăng nữa, cái package của mình nhận cũng không được vừa ý. Ok. Tại sao? Dạ. Tại sao không vừa ý? Đó là lý do tại sao mà họ có một cái clip mà ấy hiện không có muốn nêu tên ra, có rất là nhiều những cái hãng vận chuyển và rộ lên á, dạo gần đây thì tùy theo cái tên của cái thương hiệu đó và cái món quà mình sẽ nhận, cái gói package mình sẽ nhận. Nó chia theo cái cấp bậc, chẳng hạn như mình mua đồ cái hộp mình nhận nó không còn được nguyên vẹn nữa, nó bị móp, hoặc là cái đồ bên trong nó không giống như cái hình, thì cái đó là cái chuyện về online rồi. Nhưng mà thực sự ra cái việc mua đồ mà gửi về package ấy thì nghĩ là e dè lắm, rất là e dè. Đó, cái đó bây giờ bữa vừa rồi là ngày Black Friday hả anh Vũ Kim? Đúng rồi. Không, Black... trước à, người ta họ đi mua sau Thanksgiving. À, sau Thanksgiving đó. Yeah. À, người ta họ mua tới cái ngày đó như mua 20 mấy tỷ hả anh Vũ Kim? Dạ. Nên bây giờ á, nhất là COVID với bây giờ đó, người ta họ khỏi mất công phải đi đâu phiền phức đề nọ, trả cũng dễ nữa, nên là người ta họ đồ online rất là nhiều. Nhưng mà làm trái Hiền cũng có một cái điều này cũng muốn chia sẻ với quý vị, vì chúng ta cảm thấy may mắn vì chúng ta ở Hoa Kỳ. Ái Hiền cũng đồng ý với lại cái quan điểm của anh Kevin. Nhưng mà trước khi mà Ái Hiền quay trở lại thì cho Ái Hiền chào Maria Bùi, xin chào quý đài, chúc quý đài một ngày đầu tuần vui vẻ nhé. Cho tôi hỏi chị Tường Minh khi nào trở lại. Dạ ngày mai. Mai hay thứ tư? Dạ thưa ngày mai. Theo Ái Hiền nói chuyện với chị Tường Minh thì chị Tường Minh nói là quay trở lại ngày mai nha. Kính thưa quý vị. Dạ. Là 7 day từ cái ngày có giấy. Cái đó tôi không. Dạ rồi, chủ đề ngày hôm nay là tống cựu nghinh tân. Những cái món đồ gì trong gia đình của mình bắt đầu có một cái sự chuẩn bị, mình thay đổi có thể là một cái không gian sống nào đó, hoặc là một cái mối quan hệ nào đó, hay là một cái sự chuẩn bị nào đó, thì mong là quý vị cũng gọi vào cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị nha. Quay trở lại tại sao Hiền nói về cái chuyện mà package, nghe mình may mắn là mình ở Hoa Kỳ. Tại vì trong nước dạo gần đây, cách đây cũng khoảng 2-3 ngày thôi. Nhưng mà bây giờ quan trọng là mình đang tống cựu nghinh tân, mà bây giờ nói về package đó là nó hơi somewhere. Không, mình để cho nó nốt. Dạ, không, tại mình cũng cần phải cân nhắc. Tại vì nhiều khi cái món cái đồ của mình... Cần dạ, dạ vâng, trong nước rộ lên cái chuyện mà delivery cái iPhone 12 thành ra... Thôi, đừng có khao trong nước, không khao. Nói cái đó, nó mình ở Mỹ, mình phải tính cái chuyện ngay cái thực tế. Anh Vũ Kiểm ở nước Mỹ này, chứ còn bây giờ thì nói bởi vậy thì mới nói là mình may mắn. À, mình may mắn là mình nhận được cái package. Đừng okay. Có khao cái gì. Tức là Việt ý Nam của đó, cái Việt nội Nam dung á. Của cái câu chuyện mà Ái Hiền đang nói là nó chỉ như vậy thôi phải không? Dạ đúng rồi. Như vậy đủ rồi, cũng không cần thiết phải coi như là đi sâu vào mình, chi tiết. Mình dạ, không nên nhưng quan mà, tâm. Nhưng mà Ái Hiền muốn chia sẻ ở đây để cho quý vị cân nhắc. Ví dụ như những cái món đồ nào mà quý vị nên đi tới để mà quý vị mua, quý vị chọn lựa. Hoặc những cái món đồ nào giống như anh Kevin với lại chú Vũ Kiểm nói đó, mình cứ order online thôi. Nhưng mà đâu có nhất thiết là mình lúc nào món đồ nào mình cũng chọn là order. Chỉ có một cái đó. Anh Vũ Kiểm biết sao? À,
quý bà quý cô không order online được thôi, chứ còn mấy khác ok. Cái gì anh Kevin? Anh Rookie. Đúng rồi. Nói tóm lại thì vì cái trách nhiệm chung và cái ý thức của mỗi người trong cái tình hình này, cách tốt hết để cái chuyện mua sắm qua một bên tại vì đại dịch. Và đó là cái lời khuyên của giới chức y tế. Đúng ngày, chưa? Ngày hôm nay thì nói chung là làm theo CDC. Ngày hôm nay là bắt đầu có nhiều người, trên 50 tiểu bang kể cả thành phố ở tại thủ đô Washington DC. Thì là nhận được vaccine. Ta bắt đầu là đã nhận vaccine, bắt đầu chích từ ngày hôm nay rồi. Houston và Harris County nhận được số lớn. Toàn tiểu bang Texas là 59. Những cái người mà họ đã bị COVID và bây giờ họ negative thì họ có nên chích không? Cái đó thì tôi không phải là chuyên môn cho nên không thể nào trả lời cái câu đó được. Tại vì cái mình thấy là hình như là ở trên news đó người ta list là có thể là ngày hôm nay Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Mike Pence và một số người trong nội các có thể là sẽ chích cái vaccine. Nhưng mà nếu giả sử giống như là Tổng thống Trump đã bị COVID thì đâu có cần thiết phải chích, đôi khi nó có bị side effect à? Về cái lăng kính chuyên môn tôi không đủ thẩm quyền, nhưng mà cái tin đó nó lồng ở trong cái gọi là nó bị chính trị hóa. Cũng có nhiều tin cho mình đọc và mình bị nhiễu loạn tin tức vì cái tình hình hiện tại. Tin loan rằng Tổng thống Trump ra lệnh cho giới chức nhân viên Tòa Bạch Ốc không chích vaccine. Để tẩy chay vaccine này bây giờ coi như là credit của ông Joe Biden. Cho nên những cái chuyện đó nó là cái tin bên lề, nhưng mà cái yếu tố, cái sự kiện có thật xảy ra, tin nó mới dám loan. Chứ không thể nào, nếu mà anh tin loan với tính cách anh bôi nhọ, defamation, anh bị thưa là anh chết. Tức là có sự kiện thật. Nhưng mà họ diễn dịch, họ coi như là MRF đủ các thứ theo cái ý hướng của họ. Nói nhưng mà chung mình ngưng ở đó. Tổng cụ Nghinh Tân là cứ tiễn con COVID-19 đi. Hy vọng năm sau là nó rước con 20 vô. Cái quan trọng. Hy vọng là không có rước con 20 vô. Tôi là ông Anthony Foxy, chắc tôi tương cho ông Kevin. Không, người con 20 mà... con 20 mình cũng có bài phát luôn qua con 1. Có một cuốn phim mới vừa làm trong vòng, tức là thời gian ngắn, COVID-23, bây giờ đang bị chỉ trích. Tức là có những nhà làm phim ảnh, những người làm thương mại về kỹ nghệ điện ảnh, họ làm cái phim COVID-23, bây giờ bị chỉ trích kịch liệt quá trời luôn, cả trên mạng, cả truyền thông. Tức là cái ý của họ cũng ok, dịch rồi nó cũng qua, tại sao chúng ta sợ? Thì cái điều đó nó phản khoa học, đi ngược lại với lại những cái phân tích của cái giới chuyên môn. Nhưng mà trở lại với cái đề tài ấy, chị Ái Hiền nói Tổng cử Minh Tân đó, hay lắm. Lúc đầu mình nói chuyện cho vui, tức là mở đầu lung khởi để cho câu chuyện nó tươi trong cái quán cà phê buổi sáng ấy, tách cà phê. Nhưng mà Tổng cử Minh Tân cũng là cái tốt nếu chúng ta tống khứ cái con COVID này đi. Sắp sửa hết năm nay rồi. Why not? Bây giờ ngày 14 tháng 12, toàn nước Mỹ có cái chiến dịch rất lớn được coi như là operation lịch sử để mà phân phối vaccine. Nếu vaccine của Pfizer hiệu hiệu 95% mà kềm chế được ít nhất hoặc là giải quyết được cái chuyện mà vaccine, cái bệnh đại dịch Vũ Hán gây ra, thì cái điều đó là chúng ta nên tống. Nói chung là về cái mặt y tế là mình có một cái niềm vui, một cái hy vọng. Nhưng mà không phải Nghinh Tân là mình Nghinh Tân một cái con COVID mới, không phải. Còn thực tình mà nói đó, những người cũ hoặc là vợ cũ, người yêu cũ không nên tống. Tại vì họ quen, họ chăm sóc cho mình rồi, rước người mới về chưa chắc đã được bằng đâu. Nhiều khi gây họa đó anh Kevin ơi, anh đừng có ham. Anh này là đúng Cộng Hòa thứ thiệt, bảo thủ. Anh Kevin với anh Vũ Kiểm biết không, nhiều khi mình nói cho mạnh miệng gì tống cụ Nghinh Tân, không chừng mình bị tống mà mình không biết. Phải không? Chính xác, áp phê ngược, bị phản ứng ngược, nó giống như thuốc vậy đó, side effect. Dạ rồi, Hiền cũng cảm ơn James Trần chúc tất cả các nhân viên trong đài mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Dạ cảm ơn rất nhiều. Chủ đề ngày hôm nay là tống cụ Nghinh Tân, quý vị nghĩ như thế nào? Cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị, những cái điều gì mà mình nên thay đổi vào dịp cuối năm, chuẩn bị cho một cái năm mới. Bây giờ mình cũng vào trong cái dịp cuối năm rồi, còn 2-3 tuần nữa thôi là mình tới Giáng sinh rồi, và qua tới Tây nữa. Không lẽ mình cứ ủ dột hoài trong cái không khí buồn bã của một cái năm coi như là bế quan tỏa cản ha anh Vũ Kiểm? Đúng rồi, gần một năm rồi, chính xác là bước qua tháng thứ 9 rồi. Dạ.
Rồi nói chung là hồi nãy có một ý kiến của anh Kevin nêu ra, Hiền thấy hay đó, là cái việc đổi xe. Nhiều khi mình chạy xe mấy năm rồi mình cũng xe vinh được, thì mình đổi xe là nó good phải không? Cho phép tôi hỏi một cách riêng tư. Dạ. Có người yêu hoặc là có gia đình chưa? Dạ, cho em được phép trả lời một cách nghiêm riêng tư rằng là dạ thưa em không có. Chưa có thì không có ai để đòi hết. Thì coi như không. Thì coi như không. Thế thì cũng bằng không hả? Đúng rồi. Yeah. Phải có người hoặc là nói cho vui, có đối tượng mới vòi vĩnh được chứ. Trời ơi, nói vậy thôi chứ khổ lắm. Bởi vậy người ta nói là cuối năm mấy cô nào á mà ế là lo đi, lo đầu năm. Đầu năm đi chùa, làm việc thiện nhiều, cái này cầu duyên nhiều. Cái này là cái đề tài này mình có nói một lần rồi. Đúng rồi. Anh biết không? Lỗi là lỗi tại cái anh mở hàng. Đó. Đúng không anh Vũ Kiểu? Tại sao? anh Kevin nhắc vậy là cái anh mở hàng, anh ác xì đó. Đúng không? Gì nữa? Anh giả sử như anh mở ra cái tiệm, đúng okay. không? Mở cái business, nhất là người Việt của mình. Mà nếu cái ngày đó có người vô đó mở hàng mà không có, cũng như là ngày đó không có đông khách, là người ta cầm lên cái anh mở hàng vía nặng vía nặng quá, quá. Và cho Ái Hiền đón chào ý kiến của quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã đợi rất lâu, xin mời 1165. Hello, chào cô, chào Bù Kiện, cô chào Kevin, cô chào Ý Hiền. Dạ, chào cô. Vui vẻ khỏe không? Dạ, xin cô cho biết quý danh và ý kiến ạ. Dạ, cô Ba nè con. Dạ. Cô Ba chào cô, chào ông Bù Kiện. Dạ, dạ. Mời cô, mời cô. Mời cô. Mời cô nói ạ. Dạ. Chào Ái Hiền. Chúc ba mừng. Hồi tối này lạnh không? Dạ, tối này lạnh rồi. Không biết là cô Ba ra ngoài nên cũng không biết rồi. Trời ơi, cô Ba lạnh lắm nhưng mà cô xin cầu Giáng sinh đã đến. Cô xin tất cả bà con chú ý cầu nguyện lại Chúa trên trời, lại Cha dưới đất, để cho tất cả con người mình được khỏe mạnh và bớt đi bệnh. Giờ cuộc sống nó sẽ thay đổi, và mỗi năm tâm hồn mình thay đổi, ý kiến mình thay đổi, và mãi mãi là cái tâm mình phải thay đổi. Đừng gay gắt, đừng gì hết, để mà thay đổi, cầu nguyện cho chúng sanh năng lạc và vui vẻ. Dạ rồi, cảm ơn cô Ba rất là nhiều. Cũng là một ý kiến nữa, tống cựu nghinh tân, dọn gọi tâm hồn của mình. Anh Vũ Kiểm, nếu mà tới cái mùa Christmas á, anh muốn là lạnh giống như bên Mỹ, hay là anh muốn nóng giống như bên Úc? Dạ. Úc nó cũng tương tự như bên Việt Nam. Thì thực tình mà nói về cái thổ ngơi và thời tiết ở đâu quen đó, cái không khí nóng như ở Sài Gòn đi, từ trước 75, cái ngày vui nhất là người ta xuống đi ra ngoài nhà thờ Đức Bà, ra đi thâu đêm suốt sáng, thì không khí đó tốt cho những người thức đêm. Còn lạnh ở đây đó thì nhiều khi đi không nổi. Nhưng mà đang hỏi anh Vũ Kiểm là anh thích cái nào? Tôi không có cái chọn lựa là thích hay không thích. Tại vì thực tình mà nói đó, cũng ít khi mà đi xuống phố dạo nửa đêm để mà đi lang thang ở ngoài nhà thờ cua gái, hoặc là ngắm những cái tà áo dài bay thướt tha trong đêm Giáng sinh. Cho nên không, chưa có cái kinh nghiệm đó. Thì em chỉ muốn nói rằng là một là mình chọn cái lạnh ở bên miền nọt, hay là anh vừa xuống dưới miền xa, chẳng hạn như bên Úc á, thì mùa này là rất là nóng. Đúng. Đúng không? Mùa hè mà. Đúng rồi. Nên là nếu như Nam bán cầu. Nam bán cầu đó. Nên là nếu mà anh đi xuống dưới miền đó thì anh không có hát cái bài mà đêm đông lạnh lẽ mà Chúa sinh ra đời được. Cái bối cảnh của cái bài hát đó là hang Bethlehem ở bên George, bên cận đông ở bên trung đông. Ăn quá đông. Cái này là đem thời tiết vô luôn nữa. Và thêm một ý kiến nữa nha. Dạ rồi. Cũng là một ý kiến hay. Cứ đâu phải Giáng sinh lúc nào cũng lạnh đâu, kính thưa quý vị. Dạ rồi, xin mời 3411 ạ. Dạ, xin nghe, xin mời quý vị nghe bằng phone và vặn nhỏ radio dùm trái Hiền ạ. Xin cho biết quý danh. Alo, xin mời 3411. Alo. Dạ rồi, quý vị ơi, vui lòng gọi lại dùm trái Hiền nhá. Tống cựu nghinh tân, vừa rồi thì chúng tôi
chia sẻ một cái chủ đề này. Chắc là quý vị cũng đang mơ hồ, không biết giờ thực sự ra hỏi thì cũng hơi bất ngờ phải không? Mình không biết là mình nên tống cụ nghinh tân cái gì đây. Trong nhà của mình dễ lắm quý vị, đi một vòng. Ê, hiện hay thấy có một cái thói quen mà chắc là mình cũng phải đem ra để mình bàn luận về cái thói quen của nhiều người. Đa số là hầu hết ấy hiện thấy đó nha. Cứ mà có cái dịp mà chuẩn bị Tết thì cũng tới một cái dịp nào đó thì gọn ghẽ rồi dọn nhà dọn cửa, nhưng mà bình thường á họ không có để ý nhiều đến cái nhà của mình. Nhiều khi ấy hiện thấy một cái giấc ngủ ngon rất là quan trọng. Nhiều khi quý vị có một cái nệm rồi lâu quá rồi, mấy năm rồi, 5-6 năm rồi, quý vị cũng nên thay đi. Năm nay mình stress nhiều quá, nhiều khi mình thấy có mình ngó lại cái nhà mình có một cái nệm cũ quá thì quý vị cũng nên mua một cái nệm mới. Hoặc là quý vị đi qua thăm nhà ba má của mình, thấy ba má mình có những cái đồ gì nó cũ quá mà cứ tiếc tiền không dám mua, quý vị cũng là một cái món quà để mà quý vị có thể đem về tặng cho ba má mình cũng hay, phải không thưa anh Vũ Kiểm? Chúng ta cần phải hiểu cái chữ, cái thành ngữ là tống cụ nghinh tân trước. Thì tại sao các cụ và nó có cái câu đó ở trong đời sống của chúng ta? Tức là ý muốn nói những cái cũ mà nó xui xẻo, những cái chứ không phải là vợ cũ anh muốn tống là anh tống nghe kêu vâng. Nhiều khi mình bị những tống cái chuyện phiền muộn ở trong năm để mà mình đón cái sự hy vọng một cái ngày mới bắt đầu về, thì đó là cái ý nghĩa vắn ngắt vắn tắt là như vậy. Ngay chỗ mà anh nói vừa rồi đó, dạ. Khi mà anh đã nói là vợ cũ á, giống như bên tiếng Anh là gọi là ác, là cái người đó là xong rồi. Vợ cũ là anh phải tiễn rồi, tại vì người đó là đã xong rồi. Current á, vợ đang có của anh đâu có gọi là vợ cũ, anh vẫn khao cái đó là vợ cũ à. Nhưng mà nó cũ rồi hả? Không, em không biết, em chỉ muốn sao? Hỏi anh á, vừa rồi anh mới nói là vợ cũ có nghĩa là sao? Tức là người đó cũ rồi hả? Dạ rồi, cho thêm một ý kiến nữa nha, để coi quý vị nghĩ làm sao. Trời ơi, dạ, xin mời 3536. Dạ, xin nghe, xin mời quý vị cho biết quý danh và ý kiến ạ. Dạ. Tên Nguyên á, dạ, chào Vũ Kiểm, chào Cao Vân, chào Cô Hải Hiền. Dạ, chào bác. Vấn đề là tống tiền nhân thân á, thì nói chung là người ta tống những cái xấu đi để năm tới để nhận được cái đẹp. Nhưng mà nhiều khi tùy theo mình à, tôi thấy tống tiền nhân thân nhiều cái quần áo tôi cũ á, cái gần đây tôi đem tôi mặc, con cháu cha nghe mặc đồ đẹp quá vậy. Nhưng cái ăn thua quan điểm mình à, mình chưa thấy á, mình thấy nó đẹp. Wow, đại khái như vậy. Nhưng mà bây giờ đại khái thì là ai bây giờ nói như anh Kê Bình nói đó, tức là tống hết những đồ cũ đi, mình cứ thâu nhặt những cái đồ cũ đó, mình cho đi người nào chưa biết đó, thì người ta cũng là người làm mới thôi. Mình lấy cái đó, mình bán đi cho tiền những người nghèo, thì có người nghèo người ta nhận được cái hạnh phúc đó, cũng là cái vui của người ta vậy thôi. Đó là tôi thấy ý nghĩa vậy thôi, còn vấn đề chính trị tôi không dám nói. Okay. Dạ vâng, yeah. Rất là cảm ơn bác luôn. Dạ. Câu này nó liên qua câu khác của người mới ta. Không mà cái chú vừa rồi chú nói đó, cũng giống như là chú nói cho thỉnh thoảng cô chú mặc đồ mà đồ cũ lấy ra lấy đồ mà cũng như đã mặc lại đó, mà con cháu trong nhà khang nức nở, đôi khi nó ảo nó muốn xin tiền. Nịnh nè anh. Dạ rồi, dạ cho xin chào đón một quý vị nữa ạ. Dạ xin mời 3411 gọi lại. Chào quý vị. Dạ, dạ. Chào cô. Hello. Yeah. Chào quý vị buổi sáng. Chúng ta cũng nên chào đơn giản như vậy cho nó tiện, chứ cứ chào nhiều quá là mất thì giờ lắm. Dạ yeah. Đúng rồi cô. Trước đây cháu bản refer là tôi chào cà phê sáng là xong. Dạ yeah, đúng rồi. Tôi là một cụ bà, năm nay 74 tuổi. Gần ông xã tôi thì 84 tuổi, nghe chênh nhau 10 tuổi đó. Yeah. Chúng tôi vừa trải qua cái dịch Covid này này. Dạ yeah. Nhưng mà tôi cứ tưởng rằng khi tôi bị như vậy thì chắc tiêu đời rồi. Yeah. Về từ giã con cháu để mà sửa soạn lên đường thôi. Yeah. Nhưng mà chú ban cho đó thì đã thoát rồi. Tôi yeah. thoát rồi. Chúc mừng. Còn ông xã tôi thì mới bị cũng tuần rồi nhưng mà thấy cũng nhẹ rồi, không đến yeah. nỗi. Yeah. Thành ra chúng tôi trải qua những cái cảm nghiệm đó, nghĩ rằng mình sẽ từ giã những người thân yêu hết. Tại vì những tuổi như tụi tôi dễ ra đi lắm. Yeah. Thành ra cái tâm tư tình cảm của tụi tôi tự nhiên biến đổi, nghĩa là phải yêu thương hết. Yeah. Tất cả những người làm cho mình buồn phiền hay là con cháu hay là gì, tôi bỏ qua hết. Nghĩ yeah. lúc bây giờ nằm đó, nó suy nghĩ đó, và nghĩ tới yêu thương. Còn những cái gì mình buồn giận hay là tống nó đi. Yeah. Rồi mình đón lại những cái tình cảm mới, yeah. tình cảm yêu thương mới. Yeah. Thì tôi tự nguyện trong lòng tôi là từ đây sắp tới những ngày tôi còn sống được trên trần gian này á,
thì mình sẽ yêu thương hết lòng. Yeah. Mà vui vẻ với con cháu trong nhà. Yeah. Tất cả rồi chúng ta luôn luôn đi dự thánh lễ hay cầu nguyện cho con cháu chúng ta và những người chúng ta quen biết, chứ không kể cả con cháu. Yeah. Tất cả mọi người lối xóm, tất cả mọi người. Tự yeah. nhiên những cái ngày đó các anh chị biết không, thèm sự yêu thương lắm. Tưởng yeah. là mình mất rồi, mình yeah. sắp sửa vượt khỏi hết tất cả rồi. Tự nhiên khao khát được yêu, khao khát được những người thân của mình, mà nó khao khát được ôm cháu hay ôm con vào trong lòng để mà thỏa cái lòng yêu thương. Yeah. Lúc đó khao khát lắm. Yeah. Cũng chia sẻ như vậy. Vì thì yeah. tôi cũng có chia sẻ một cái mánh là tôi cứ xông. Yeah. Xông với này con tôi nó say gừng nữa đó, với mật ong nó cho uống. Yeah. Yeah. Nhưng mà cô quan trọng hơn đó cô. Quan trọng hơn dạ. là cô đã làm di chúc chưa? Ôi trời ơi. Di chúc của cô đó thật với anh Kê Vân nha. Yeah. Cô làm mấy cả chục năm nay rồi. Yeah. Con cháu chia ra. Thế nào cho, thế nào bao nhiêu cho, xong hết rồi. Nhưng mà hồi đó cô, chục năm trước đó, cô cũng còn cái giống như cô nói, cũng còn tham sân si một chút, nên là thương người này nhiều hơn người kia một chút, nên là cái di chúc đó đôi khi nó cũng không có công bằng. Bây giờ cô làm lại cho mới. Có những đứa con thì tôi nói thật với anh nhé, tôi không có chia cho con tôi đồng đều đâu. Những đứa nào nghèo, những đứa khó khăn tôi cho nó nhiều hơn. Yeah. Còn những đứa nào nó khá rồi đó, thì tôi có nói là các con khá rồi thì thương em hay thương anh, thương chị đi, mẹ có cho chúng nó thêm một tí thì cũng có sao đâu. Yeah. Tại vì trong gia đình mình yêu thương nhau mà. Yeah. Thành ra các con tôi nó cũng ngoan lắm, nó cũng nghe lời mà nó cũng không có ganh tị. Yeah. Cảm ơn Chúa ở chỗ đó, nó các cháu nó không có ganh tị. Yeah. Yeah. Thì cảm ơn cô rất là nhiều với ý kiến của cô, cũng là một cái ý kiến tống cựu nghinh tân, thay đổi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ái Hiền á cũng lên từ cô đó. Dạ, đúng coi rồi. Cái anh nào mà ốm ốm như anh Vũ Kiểm á thì múc cái cho chén cho nó đầy đầy một chút. Còn cái anh nào mà hơi mập mập chút á thì lưng 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 để cho diet. À, bữa nay là rau luôn, rau lên trên cà phê sáng luôn. Dạ cảm ơn anh. Dạ nhờ anh mà em nhắc lại em là em vẫn còn đang nghe. Dạ. Thông thường cảm ơn cô nhiều lắm cô ơi. Dạ. Trải qua một cái biến cố nào đó trong đời thì mới nghiệm được cái giá trị của nó, giống như trường hợp của cô. Mà ngay từ lúc đầu đôi khi có nhiều người nói rằng vì cái COVID nó giúp cho chúng ta nhiều bài học ở trong cái đời sống lắm. Dạ, ai Hiền đồng ý. Cái ý thức hệ tương quan đối xử với nhau và cái lăng kính, cái quan niệm sống, cái triết lý sống của mỗi người sau cái đại dịch này nó thay đổi. Đó là lý do tại sao mà ấy Hiện đem cái chủ đề tống cựu tống nghinh tân. Nghinh tân là dạ. như vậy. Chúng ta dạ. nên tống khứ những cái quá phiền muộn là cái COVID này, chứ không phải COVID đâu. Dạ. COVID là người nó khác, người dạ đẹp vâng. nên giữ. Và với cái lăng kính của ấy Hiền thì nó thực tế lắm, thưa thiệt dạ. luôn. Kính thưa quý vị, cái câu mà mình hay nói là ô, nếu mà quý vị nào mà muốn bán nhà, nó bán cho có giá là phải đem về, phải sơn lại, phải sửa cái gì đang hư. Mà tại sao mình không đặt ra câu hỏi mình đang ở trong cái nhà đó, mình không enjoy cái nhà đó, tại sao mình phải đợi cho tới lúc mà mình phải bán nhà để được giá hơn rồi mình mua sơn và mình sơn để cho cái người mới họ ở, họ enjoy nguyên cái nhà đó. Cũng là một cái mà Hiền thấy cái cuộc sống nó rất là thực tế. Hoặc là quý vị đang ngủ một cái, giống như hồi nãy Hiền nói đó, ngồi một cái ghế sofa hoặc là nấu một cái nồi 10 năm, 20 năm. Nhưng mà tại sao quý vị không có thay đổi vì cái sức khỏe của mình, có một giấc ngủ ngon, chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ mình, anh chị em trong gia đình. Có được những cái thời gian dành để mà chúng ta yêu thương hơn trong cái cuộc sống này, đặc biệt năm 2020 này quá nhiều biến cố, phải không anh Vũ Kiểm và dạ. Kevin? Đồng ý không? Đồng ý 100%. Dạ. Chứ không có một cái mình đừng nghĩ gì nó cao siêu quá, nghĩ một cách rất là đơn giản đi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị chuẩn bị gì cho Tết rồi? Quý vị bận rộn quá không biết chuẩn bị gì cho Giáng sinh rồi, cho Tết rồi. Ở cái hàng rào của mình, hàng xóm cái hàng rào của mình nó có nghiêng qua không? Quý vị đi vòng chắp tay sau đít, mình đi vòng vòng ra thôi. Là mình có rất là nhiều những điều mà mình cần phải làm, không có phải mình nhiều khi mình dành thời gian để mình thay đổi. Cô Hiền có lên đây á, cô chỉ hại các ông thôi. À, có đem nêu ra mấy cái đó là các ông lãnh hết. Anh Vũ Kiểm. Hại cái gì? Ái Hiền đồng ý luôn. Bây giờ cô lít lên nào là nhà sơn sửa chữa cho mình ở này, hàng rào này, nhiều thứ là toàn là chuyện có các ông không à? Ờ, hại các ông. Ừ. Ờ, ok. Anh biết tại sao không? Tại vì các ông rảnh quá là nhàn cư vi bất thiện. Đồng ý không anh? Anh Vũ Kiểm. Nói một cách chung chung mà vô tình là vơ đũa cả nắm.
đũa là mình phải vơ cả nắm chứ mình không thể nào vơ được một đôi không, mình bỏ không được. Dạ. Nói giỡn vậy thôi, kính thưa quý vị, thật sự ra Ái Hiền đem cái chủ đề ngày hôm nay đó, nhiều quý vị cũng thấy là mình nên tống cụ nghinh tân cái gì đâu, gì đây, nhưng mà thật sự mình đi trong gia đình của mình nhìn một vòng, năm nay mình không có thay đổi được cái nhà của mình, nhưng mình có thể thay đổi được một cái không gian sống, một cái cách sắp xếp nào đó, trang trí nào đó trong cái kiến trúc sống của gia đình mình. Hoặc là giống như về tinh thần thì các cô, các bác, các chú, các anh chị em đã trải qua rất là nhiều một cái năm biến động như vậy. Thì giống như chia sẻ hồi nãy vừa rồi của cô đó, cô cũng nói thôi cái gì. Bây giờ Ái Hiền mà nói đó đó, mình phải thực hiện trước. Mình nói rồi mình thực hiện trước. Bây giờ các bà, các cô đó, ok, giải quyết cái tủ đồ nhà mình trước đi. Okay. Dạ nè, hôm nay nè, anh Kevin mới nói Ái Hiền nè. Đồ mà chẳng hạn mua mà chẳng hạn trên 5 năm chưa xài á, cho nó ra đi thì mới có hy vọng để mà đón mới. Anh hơi lý tưởng khi đưa ra cái thời hạn mà các cô không xài đồ cũ 5 năm. Tôi thấy nó quá dài đối với các cô. Nó có quá nhiều dài. Anh Vũ Kiếm thường là một mùa thôi. Không, nhưng mà có nhiều năm người nào họ, ra năm đó. Họ chắc đồ cũng như họ không bỏ. Thì đó là cái mà tôi nói thiệt đó là cái dở của quý bà, quý cô, của quý chị, quý em. Cuối một bà để đầu giường mà ai đụng tới đó là trầm hương của bà. Không phải ích kỷ, tôi xin lỗi phải ích kỷ, nhưng mà cái đó là hà tiện không phải lối. Tôi nói tôi chịu trách nhiệm, quý bà quý cô cứ việc ném đá. Xin mời quý vị cùng gọi vào để chia sẻ những ý kiến của quý vị, vì đây là chương trình dành cho quý vị để chúng ta lắng nghe nhau. Chủ đề ngày hôm nay là tống cụ nghinh tân. Ái Hiền thấy có Lưu Trần nói là không đi đâu cũng không ai hăng hái sắm sửa. Một cái tâm trạng chung mà Hiền thấy không lẽ bây giờ mình cứ kéo dài cái việc này hoài, phải không anh Vũ Kiểm, anh Kevin? Mình cứ ủ dột, mình cứ buồn, mình không có vui. Như vậy thì mình mất cái niềm tin trong cuộc sống quá. Cuộc đời có những chuyện mình không làm chủ được. Đồng ý. Như là cái vấn đề này. Cho nên cái mà chúng ta mong, chúng ta cầu, mà nếu chúng ta nói theo cái kiểu Việt Nam nói, nếu mà cầu được ước thấy đó, thì quý vị nên cầu cho cái bóng đen của Covid nó đi đi. Dạ. Để mình anh tống khứ nó đi đi. Dạ. Nhiều người đó, người ta chỉ ao ước là cầu được ước dép thôi, mà anh bữa nay được ước thấy luôn. Cái đó rồi, còn Kevin, anh Kevin có ý kiến gì không? Mình không lẽ cứ giống như anh Lưu Trần nói này là giờ không muốn làm gì, không mua sắm gì hết trơn. Đó. Anh có lời khuyên gì không? Không đến độ phải tuyệt vọng đến như vậy. Tức là mình vẫn ăn, vẫn thở, vẫn ngủ, vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Dạ. Nhưng cần phải ý thức được vấn đề nó nguy hiểm. Đừng có chơi ngông. Dạ. Hoặc là đừng có những cái tuyên bố. Đâu có sao đâu, có đại dịch đó, đâu có sao đâu, tôi bị rồi tôi cũng hết nè, không. Mỗi người có một cái hoàn cảnh. Dạ. Đó, đừng chơi bạo mang tiếng ngu. Nói một cách bình dân là như vậy. Dạ, đúng rồi. Tức là theo anh Vũ Kiểm là đừng có chơi ngông cũng không nên thả rong. Đúng không? Bây giờ Ái Hiền đưa cho một quý vị một cái suy nghĩ khác. Có những cái bệnh mình không chữa được, nhưng mà có những cái bệnh mình có thể chữa được, thì tại sao năm mới mình không chữa? Chẳng hạn như cái căn bệnh mất ngủ. Nhiều người họ thức khuya quá, họ không có quen cái giấc rồi, không có thể nào mà có được một giấc ngủ sớm được. Thì mình cũng có thể đặt cái mục tiêu cho năm sau là mình cố gắng mình tạo một cái thói quen nào đó để mình đi ngủ sớm hơn. Hoặc là mình hay ăn mặn quá thì mình cũng có thể gia giảm lại những cái gì. Bộ ăn mặn là khó ngủ hả? Cái đó là New Year Revolution. Tức là tới Tết Tây mình sẽ thực hiện đưa cái ra đó. Những cái không đúng, ăn mặn quá đâu có gọi là mất ngủ đâu anh Vũ Kiếm. Em thấy ăn mặn là cũng như là không, em nói là những căn bệnh mình có thể control được. Tôi biết ông đùa nhưng mà mình không phải là bác sĩ chuyên gia chuyên môn. Lần đầu tiên em nghe cái vụ ăn mặn là không ngủ được, em nói nghe lạ thôi. Dạ, em hiểu mà, tại vì nhiều các bác á, thích thì ăn cái vị đậm đà, mà con cháu ở trong nhà thì hay nói thôi ba mẹ đừng ăn mặn. Nhiều khi mình cũng đem một cái câu chuyện nhỏ vui vui người thôi để chia sẻ. Người ta chỉ nói cái câu mà thường các ông các bà hay nói là để cha ăn mặn để con khát nước. Đúng rồi. Chứ không có ai nói là lắng nghe ý kiến của quý vị mà mất ngủ hết. Em không có nói mất ngủ là do ăn mặn nha anh Kevin. Dạ rồi, xin mời 6026. Dạ chào cà phê sáng. Dạ, xin nghe. Dạ tôi phải Kevin chỗ sáng là nói là không có bỏ cái cũ mà thêm cái mới, giống như mẹ có thể đi cưới, biểu con đừng bỏ vợ cũ mà cưới thêm vợ mới vậy đó, mẹ sẽ đi cưới. Thì tôi thì tôi
tôi không thích tống cụ nghinh tăng, là tôi thích giữ kiệu mà có tăng mới luôn. À, đón tăng luôn. À, ảnh là giữ kiệu mà đón tăng luôn. À. Dạ thưa anh. Dạ thưa anh, em cũng nhớ ông bà xa xưa mình có nói tham thì thăm đó nha anh. Cái trường hợp của tôi cho nghe ha. Dạ rồi. Cái tôi hồi đó thì thầy bói nói tôi là bốn mấy tuổi tôi sẽ có hai vợ. Ừ. Dạ. Mà sao bây giờ tôi về hưu rồi mà tôi thấy tôi vẫn có một vợ à? Dạ. Cái tôi bắt tôi nói với bà xã tôi sao ông thầy bói nói sai rồi. Ừ. Dạ. Tại vì phải có hai vợ một lượt á, để bà này mà làm mình làm mẩy thì mình còn nhảy qua bà khác được. Dạ. Thì bà xã tôi bà mới nói á là ông á là vừa già mà vừa xấu, bây giờ tiền hưu không có bao nhiêu. Bây giờ giả sử mà ông mà chịu được, ai mà chịu mà cưới ông á, về làm vợ ông á, tôi sẽ đi cưới cho ông liền. Dạ. Dạ. Thành ra đó, nãy mà nói bà già mà cưới vợ cho, cưới thêm vợ cho con á, thì cũng không bằng mà bà vợ tôi bắt cưới vợ cho tôi. Dạ, người ta đó thì thường thường người ta chỉ được một trong hai thôi. À, một là già, hai là xấu thôi, còn anh là có cả cặp. Yeah. Hồi đủ anh tiêu bà tiêu chuẩn để được vợ cho phép cưới thêm vợ. Dạ thưa ái hiền phản đối phản bác, nói chung là chống hết cái quan anh điểm đùa này thôi sức. Dạ. Đâu còn anh trời. Dạ. Ơi dạ cảm ơn anh rất là nhiều, anh còn ý kiến gì không ạ? À? Dạ dạ tống cụ nghinh tân thì nghe xa xôi quá rồi. Nào là nghĩa bóng, nghĩa đen. Và kính thưa quý vị, một năm quá nhiều biến cố, nhiều khi mình đừng có để cuộc sống mình nó nặng nề quá, nó mệt lắm quý vị ơi. Với những chuyện giống như hồi nãy anh Vũ Kiểm có nói đó, thay đổi được, có đôi khi mình không có thay đổi được, thì mình nên làm gì giờ? Mình chỉ có cố gắng để mình có được một cái cuộc sống, một cái tinh thần thật là vui, thật là khỏe mạnh, phải không anh Vũ Kiểm? Thân tâm thường an lạc là ở chỗ đó. Bạn sự thiết tượng. Nhưng mà cái ngoài cái bên nói nới rộng thêm một tí nữa để cho cái không khí nó bớt nặng nề, tại vì nãy giờ cứ nói về cái đại dịch. Dạ đúng rồi. Thì cái tống cửu nghinh tân ở đây đó không chỉ là cái bệnh tật mà những cái xui xẻo ở đâu đó, nó bay tới, những cái họa ở đâu nó bay tới mình. Dạ. Cho người ta mong cho okay, năm tàn tháng tận, ngày hết Tết đến, cái cũ đi đi, cái những cái xui xẻo ở trong năm đi đi để cho cái mới qua. Thì ngoài cái chuyện bệnh tật, quý vị thấy cái điểm nào mà quý vị muốn tống khứ nó đi trong cái đời sống của quý vị mà quý vị đã từng trải qua, tức là có cái kinh nghiệm thật đó, chứ không phải là không đâu. Có nhiều người nhiều khi xui quá, năm này sao xui quá, cái việc hoài không được, ví dụ như vậy, mong cho năm hết để qua năm tới coi vận mệnh nó có khá hơn không. Dạ. Dạ đúng rồi, và ấy Hiền xin nhắc lại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện để chúng ta lắng nghe nhau. Như lời của anh Vũ Kiểm chia sẻ đó, kiếm một công việc mới trong năm sau, nếu như mà quý vị nào đang cần kiếm một công việc cũng rất là hay. Vì hai một cái tin rất là khởi sắc là Tesla nè, rồi rất là nhiều những công ty họ sẽ chuyển về Texas của mình, phải không anh Vũ Kiểm? Đó cũng Oracle là một cơ hội. Oracle chính thức đã quyết định dọn về Austin. Dạ. HP sẽ dọn về Houston, tức là hai đại công ty, tức là trong tương lai gần đó. Người ta cho rằng cái kinh tế và cái mức độ, cái thị trường nhân dụng, các công ty lớn, hai công ty đó về tiểu bang Texas sẽ mang lại rất nhiều công ăn việc làm cho người dân Texas. Houston đã từng có một cái chi nhánh lớn ở tại phía Northwest. Khi là mà làm là với lại Dell Computer. Lúc đó là Compact chứ. Compact với lại Dell, tức là HP có một cái bộ phận ở đó nhưng mà tổng hành dinh vẫn ở bên El Paso, ở bên San Jose. Bây giờ họ rời luôn, tức là dứt khoát rời hết qua, lý do tiền thuế mắc quá. Texas mình được một cái là không có cái state tax, và bên kia mắc quá, mà dân mà có tiền đó họ không có chen chân vào những cái chỗ gọi là ngon lành được nữa, mặc dù có tiền. Dân mà trung lưu bây giờ thì cũng đang khăn gói quả mướp dọn ra, tại vì không cạnh tranh nổi. Cái living cost nó quá mắc. Dạ. Nó có nhiều thứ lắm, rồi mà cái quan trọng nhất á là, ok, trước tiên á, là bên California cứ đụng đến cái biểu cấm hết. Anh thấy không?
rồi bao nhiêu, chẳng hạn như là ông ok ông Elton Musk này nọ không đi ăn được, nhà hàng cũng không có mở cửa, ông cũng dọa, ông cũng mang qua Texas đã qua thì ông mới mua qua, bao nhiêu người nhân viên này nọ không được, mà cái quan trọng là thiếu việc TV. Cũng là một quan điểm, kính thưa quý vị, mình đừng có bao giờ mình mất niềm tin trong cuộc sống, không? Mình đang buồn thì mình cũng có thể bắt đầu một công việc mới, biết đâu một công việc mới cũng có nhiều những cái cơ hội mang đến cho mình. Và Tống Cựu Nghinh Tân, đối với quý vị về quan điểm, cái nhìn của quý vị cuộc sống ra sao, ở những mối quan hệ như thế nào, công việc hay là đơn giản là nhà cửa, thế giới xung quanh của quý vị đang sống, 713-931-1560 thì mời quý vị gọi vào. Biết nha. Sao anh biểu kiểm mưu từ Cali mà về đây là trước tiên anh tiết kiệm 10% stake khác là that a lot of money rồi. Những cái đơn giản vậy là được rồi. Những cái luật riêng của tiểu bang tương đối California khắt khe, bởi vì bảo vệ môi trường là một. Những cái công ty bắt buộc họ phải dùng cái gọi như là cơ khí nặng, heavy industry. Mà những cái đó bây giờ cứ hạn chế thì trong lúc chưa có cái kỹ thuật mới để mà tiếp tục cái dòng chảy, cái nguồn sản xuất thì không có công ty nào trụ được lâu hết đó. Máu chảy thì ruột mềm. Máu xuất huyết thì phải truyền serum, truyền máu hoặc là truyền nước biển thì mới thoi thóp được chứ. Thì vắn tắt ngắn nên, gọn nên, và dễ nên, hiểu là như nên vậy. Nên là người dân Texas của mình bây giờ hiện tại là giữ Cựu Nghinh Tân luôn. Đúng không? Những cái công ty cũ mình vẫn giữ. Đúng không? Đúng kiểm, mời những và công ty mới vô nữa. Mời gọi các công ty mới tới. Dạ. Đó, cũng là một quan điểm. Thay vì mình tống Cựu thì mình giữ Cựu, mình Nghinh Tân. Thị trường địa ốc ở tại Texas, ngay tại Harris County tăng kinh khủng. Đồng ý. Thành thử ra một trong những yếu tố là tại vì nhiều nơi khác dọn qua, Cali dọn qua. Hiện nhớ không lầm đó là trên dưới khoảng 2 năm đổ lại đây thì theo thống kê trung bình trên 500.000 cư dân từ thành phố, những tiểu bang khác họ chọn về Texas để mà định cư. Đúng thành rồi. Ra khu vực mà 288 vừa rồi họ cho thông xe đó là một cái khoảng thời gian cũng khá lâu để họ chuẩn bị một cái tuyến đường xa lộ như vậy, mở rộng một cái vành đai của khu vực bao gọn Houston, thông thoáng với những thành phố khác. Chúng tôi chia sẻ với quý vị những câu chuyện bên lề cà phê sáng với nhiều góc độ khác nhau trong cuộc sống. Mong là quý vị cũng lắng nghe và cùng chia sẻ gọi vào với ý kiến của quý vị nhé. 713-931-1560 và cho Ái Hiền xin chào 6234. Dạ rồi, dạ quý vị vừa mới cúp rồi, xin mời quý vị gọi lại dùm cho Ái Hiền nhé. Xin mời số phone 6234 gọi lại dùm cho Ái Hiền. Quay trở lại, xin mời anh Kevin. Vừa giữ Cựu mà vừa Nghinh Tân nữa. Có những cái nào mà mình vừa giữ lại mà mình vừa mình Nghinh Tân không? Ngoài thì hỏi thẳng, straight forward, hỏi thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Không nói với cái chuyện công việc. Anh có đủ bản lĩnh và anh có đủ tài để vừa giữ người yêu cũ và vừa đón người yêu mới tới không? Anh làm được chuyện đó không? Bình thường em thấy không có gì mà anh Vũ Kiệm hỏi một câu khó. Không, đâu có vấn đề gì đâu. Dạ. Tức là tất cả những người đẹp của anh sống chung hòa bình. Không có anh Vũ Kiệm ta trên làn sóng nói mạnh vậy thôi, về tối nay quỳ gối đâu biết được. Dạ rồi, xin mời 4640. Anh Vũ Kiệm. Alo, chào cà phê sáng. Dạ, xin nghe. Nhân cái đề tài mà Tống Cựu Nghinh Tân á, tôi có câu chuyện này và kể nghe, có những cái nó mình biết nó cựu mà mình đẩy không được nha. Dạ. Có cái ông trúng số. Ổng trúng số xong rồi ổng tất cả cái gì ổng cũng thay mới hết, nhà mới, furniture cái gì cũng mới chân á. Nhưng mà anh bạn của ổng nhìn ổng sao thấy ổng buồn buồn hoài à. Hỏi là sao mà ổng buồn vậy? Ông biết không? Cái gì tôi cũng mới hết trơn được, đổi được á, mà có bà vợ tôi đâu có đổi được đâu. Thành ra đó là cái tấm cụ Nghinh Tân mà mình biết nó cụ mà mình đẩy không được á. Bây giờ ông rồi, còn cái đó, ý nghĩ đó, ý muốn đó nữa không cô? Cô cho hỏi thăm cái người đàn ông đó còn giữ cái ý muốn đó nữa hay không? Vũ Kiểm giới thiệu cho một người có thể giúp ông được. Chẳng hạn như có những người, Vũ Kiểm nhớ nè, có những người chẳng hạn như bây giờ họ giàu, họ này kia, nhưng mà cái địa vị của họ trong xã hội đó họ cũng không đổi vợ được. Họ lén lén, họ thêm thì được. Cô biết tại sao mà ông mà chú đó mà chú không có...
không đổi được không? Tại vì chú sợ mất 50%. Đúng, đúng. Cái chuyện mà đàn ông lén phén đó, không nhất thiết là các người có địa vị, có tên tuổi, các chính trị gia, ông Trump cũng không ngoại lệ. Cái đó là bản chất phải không? Vũ Kiệm muốn nói bản chất phải không? Vũ Kiệm không dám nói về cái cú đó, nếu mà nói thẳng như vậy là sẽ bị ném đá chết á. Anh Vũ Kiệm anh sợ cái câu đó cô. Anh Vũ Kiệm anh sợ cái câu mà Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời đó cô. Cái dạ, đó cô nói nha. Xin mời cô. Mình có nghe cái vậy nè. Dạ. Mình có nghe một cái câu như vậy nè. Trong mỗi người đàn ông 99% là có tư tưởng ngoại tình rồi. Về với ca dao Việt Nam thì cô vẫn nghe đó. 99% rồi. Đàn ông 5-7 lá gan, nào lá ở cùng vợ, lá toan cùng người. Nó đi vào văn học sử, nó đi vào văn chương, đi vào ca dao. Nhưng mà cô nói không sai. Bây giờ cô đàn ông 5 thê 7 thiếp, đàn bà con gái 9 chiên chục chồng. Mà chục ở Sa Đéc đó. Hồi xưa chục là 18 đó nha. Thấy cô cứ chụp mũ à đàn ông à. Nhưng mà bây giờ cháu hỏi cô nè, nếu đàn ông mà ngoại tình hay gì đó, ok, như vậy thì ngoại tình với ai? Thì đương nhiên, bởi vì mình mới nói cái câu là đàn ông 5 thê 7 thiếp thì đàn bà con gái 9 chiên chục chồng đó. Đó tại ai mà là tại anh, tại ả, tại cả đôi đàn. Dạ. Đồng ý luôn. Wow. Nên tối ngày cứ là đè đàn ông ra là đổ tội. Bởi vậy đàn ông mà. Dạ không biết. Cô thấy cái ngực của anh Kevin nở nang to không cô? Gan của ông lớn lắm á. Vậy. Không phải cái này chắc 9-10 chứ không phải 5-7 đâu. Dạ rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô một ngày thật vui nhé. Dạ. Mình càng gan càng gan hay là càng gắt? Mỹ gọi là có gắt, cái đó là liều, còn đó là khác, đó là tiếng Anh. Dạ vâng. Dạ. Hình sao nữa? Dạ. Có một quý vị nói là giữ cựu chọn lựa tiếp tân, chọn lựa. Tiếp tân mình cũng phải chọn lựa. Ngân tân là mình có tiếp tân chọn lựa. Sao? Anh vừa kêu miếng sao? Anh Kevin nghĩ sao? Chú hay là bác đó, Lương Võ đó nói là giữ cựu nhưng mà chọn lựa tiếp tân. Anh vừa kiếm cái đó. Tôi hiểu được đó nhưng mà hơi tối nghĩa, nhưng mà trong cái tính cách đùa nghịch thôi. Trong tính cách đùa nghịch thôi. Nhưng mà ai cũng mong điều đó. Cái đó tôi nói thiệt với trả lời cái vị thính giả đó là người ta là người ta đã nói nghinh tân là người ta đã có cái sự lựa, là người ta đã đó. Giống như là V247 sự lựa chọn đúng nhất, lựa rồi chọn rồi anh với nghinh chứ. Đã đúng có rồi. Một cái sự nghinh là anh đã chọn rồi. Anh chẳng những không có phải là lựa nữa mà anh đã chọn luôn rồi. Vắn tắt đó. Người Việt của mình hay đọc là chọn lựa, nhưng mà chọn lựa là đối với em là nó không hợp lý. Chọn rồi lựa gì nữa? Nó là cái danh từ ghép thôi. Không đó cũng về lựa mặt văn phạm thì không sao. Anh, dạ, anh lựa rồi anh mới chọn ra, chẳng hạn như anh đi ra anh mua 100 anh ra ngoài chợ đúng không? Anh vô kiểm cũng hay đi chợ. Ok. Select xong rồi pick. Okay. Đúng không? Anh thấy chẳng hạn anh mua táo hay ớt hay gì đó đại khái vậy. Thì anh lựa tới trước. Ngay cái đó anh coi, rồi bây giờ anh cần mua một chục anh có thể nhìn qua rồi lựa ra. Lựa trước rồi mới chọn sau. Sao đúng không? Để theo cái thủ trình đó. Nhưng thì mà cũng giống bây như giờ cái kinh nghiệm bản thân anh đó, hồi kia 10 cô get like thì anh cũng coi trong cái số đó để anh chọn ra cô chứ anh đâu có sao vậy? Tôi không dám nói về tôi, nhưng mà chỉ nói là cái tống cựu nghinh tân, nếu mà nhìn trong cái ý vui đùa, tức là bỏ vợ mới để mà đón vợ cũ, hoặc là bỏ người yêu cũ đón người yêu mới đó, thì tôi nói thiệt, tôi guarantee đến 99.999% đó là cái ước mơ thầm kín của đàn ông. Rồi nè, có từ trước đến giờ đó, mà không dám nói ra thôi. FDA đó là người ta chỉ để cho phép anh để là 99.9 thôi. Ok. Mà anh là 99.9. Gần như tuyệt đối, gần như tuyệt đối. Rồi nè, có một quý vị nói nè, Hải Lưu nói là yêu cầu anh Kiểm sang năm đừng tấn công người khác. Tấn công ai? Tấn công ai hiền đó hả? Không biết à, không biết ai à. Dạ, quý vị nói là anh Hải Lưu, anh Hải Lưu là nói là bên yêu cầu anh Kiểm sang năm đừng tấn công người khác. Đó, cũng là một ý kiến tống cựu nghinh tân. Dạ. Rồi, sắp hết giờ rồi. Thôi bữa khác thì hỏi chuyện anh Hải Lưu sau. Dạ rồi. Nếu vậy là bây giờ chuẩn bị là
tống cà phê sáng để đón kinh tế tài chánh hả? Đúng rồi. Và Ái Hiền cũng xin chia sẻ tới quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có một chương trình hội thoại rất là đặc biệt vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng đón theo dõi chúng tôi cập nhật về tình hình kiện Formosa. Cảm ơn quý vị, và đó là câu cùng chuyện với của... cô Nancy Bùi. Dạ, anh tiết lộ luôn guest hả? Dạ rồi, xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. Dạ, và đó là câu chuyện Tống Cựu Nghinh Tân của Cà Phê Sáng, nhiều ý kiến quan điểm khác nhau. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian và lắng nghe những ý kiến của nhau trên làn sóng Việt Radio. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Hepatic giải độc gan, chống oxy hóa, hỗ trợ tái tạo tế bào gan. Vinashoptv.com 1-855-855-5888. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.